cũng có miếu này cả nhà. Dạ, thì cũng hôm nay Cường cũng tiếp tục chia sẻ ông bà cô chú cũng như quý mạnh thường quân. Thì hôm nay Cường cũng chỗ cùng kênh Hồng Quê 84 cũng đến chỗ sư Thạch Sết tại Trà Vinh. Giờ này hiện nay là 5 giờ rưỡi gần 6 giờ chiều rồi cả nhà. Thì Cường vẫn còn ở Trà Vinh, thấy không? Thì ở chỗ nhà sư thì quang cảnh ở đây thì cũng sông nước cũng rất là đẹp. Thì cũng nói chung cái nhà chỗ sư ở là một cảnh thôn quê cũng ở xa cả nhà. Vô cũng đường chính cũng hẻm hóc này kia cũng rất là nhiều. Ở bên đây cũng có cặp cái miếng ruộng nè. Miếng ruộng thì Trà Vinh cũng đang chuẩn bị mở đồng. Thì lúa hiện nay đang trong tình trạng là chín cũng gần hết rồi. Đây cái cốc của sư. Cốc của sư thì cũng làm mấy ngày qua. Thì cái kinh phí làm như thế nào đó thì sư cũng chút xíu mình cũng mời sư chia sẻ anh chị. Chào sư, giờ này cũng chiều hả sư? Dạ. Cái cốc mình thì cũng làm cũng tạm ổn chứ sư? Dạ tạm ổn rồi. Cũng như cho em hỏi thì mấy ngày qua thì cũng có thấy cũng nhiều kênh đó chia sẻ cũng rất là nhiều. Dạ. Yeah. Cũng như cũng nhà sư chia sẻ cũng như làm cái cốc này kinh phí này kia như thế nào sư? Kinh phí này nếu có lấy sổ ra coi mới biết. Còn yeah, hiện tại thì bên kênh của Bình Tân, Bình Tân TV cũng ủng hộ được bàn thờ với tượng Phật. Dạ, thì cái đó là bên Mạnh Thường Quân Trà Vinh hả? Dạ, bên Mạnh Thường Quân với fan hâm mộ của sư đó. Mấy dạ, người mới biết sư từ lúc mà thời còn đi hát á. Dạ, họ ủng hộ giúp sư được cái tượng Phật với cái bàn thờ. Dạ. Với lặt vặt điện câu rồi không nhỏ. Điện câu rồi luôn hả sư phụ? Dạ dạ, câu rồi. Dạ. Đây, mời mấy anh vô đây ha. Cái sư phụ như sư phụ trang trí mấy ngày nay sao tao không có chia sẻ cả nhà đó. Ừ. Đẹp quá. Nói chung đầy đủ đẹp tiện nghi hết à. Dạ. Trang nghi quá cả nhà. Thì cái này là dạ, con nước cần nuôi anh. Hay kinh dạ. Dạ. Cái này mình làm cũng có cửa sổ này kia nó thoáng đó sao? Dạ đúng rồi, cửa sổ có gió từ bên tay phải sư nè. Dạ, dạ, nhìn thấy đồng ruộng buổi chiều đứng coi này nó cũng đẹp à. Dạ. Cái này nữa mình còn giống như thiết kế sao đó sư, sân bãi như dạ, thế nào? Sân bãi hiện tại đang cũng như là đang nói sao ta? Tính chán mà chưa có kinh phí hả? Dạ đúng rồi. Chứ bên phía nghe nói bên Mạnh Thường mấy người mà ủng hộ sư đó. Dạ. Coi như là mấy người mà biết sư đi hát phải đi hát đó. Ừ. Họ tính ủng hộ sư làm cái nền xung quanh hết. Dạ. Chưa có đủ chi phí. Nhưng mà nghe nói bên bạn Quỳnh Tông tính là có người ủng hộ nhưng mà chưa thấy cũng như ta kêu đợi đợi vài ngày kêu vật liệu làm mà thì xong ta ủng hộ đó. Dạ. Nhưng mà nếu mà có sớm thì làm luôn, có nếu mà có chi phí sớm làm luôn khỏi cần đợi. Dạ. Dạ. Tại vì cũng nói chung thì Mạnh Thường Quân thì theo em biết thì cũng có lúc thì người ta cũng kêu mình làm, cũng có lúc người ta gãi trước, nói chung là nhiều trường hợp lắm. Dạ dạ. Nhưng mà cái này cái cốc này làm thì cái sân này thì tính ra là cũng nhiều bao xi măng hết sao? Này nếu mà làm cỡ 50 bao xi măng á. 50 bao là tính chán hết luôn. Không, coi nhiêu đây thôi à. Nhiêu đây hả? À, nhiêu đây là 53 xi măng với làm cái vách. Cái vách tường thấp cái này hả? À, không cao. Làm như hàng rào. Như hàng rào bên vậy hả? Giống như vậy. Hàng rào giá chiến ha. Dạ đúng rồi. Cấp cái việc. Rồi cái bên đây là phần cát để lại. Là phần cát đây để trồng cây. Trồng hoa kỳ. Ừ. Cái này thấy trồng bông 10 giờ đẹp nữa. Hả? Dạ đúng. Cũng có nhiều loại bông. Trồng thì nó nhìn nó đẹp. Rồi 50 bao với cỡ một thiên gạch ống với khoảng tầm 15 khối xi măng xay á mới đủ. Có cát nha. Dạ, yeah, 15 khối cát xây á. Dạ. Xây vậy nè, đó. Dạ. Yeah. Cái gạch này là mình cũng mới lót hả sư? Dạ, yeah, lót. Ở đây gạch cái mẫu này đẹp ha. Dạ. Yeah. Cũng ra làm cái cốc vòng vòng cũng nhiều tiền dữ hả sư? Dạ. Dạ. Cốc của sư cũng đã làm. Ừ. Cũng bên trong cũng rất là khang trang nha bà cô chú. Dạ, yeah, đúng rồi. Đẹp ha, đó, sáng vô sáng sủa. Dạ. Yeah.
Cái này mình làm xong rồi mình có về chùa mình tu hay là lâu lâu mình về lần sớm? Lâu lâu về một lần. Dạ. Về một lần để có cái không gian riêng của sư. Dạ, không gian riêng ha. Dạ. Thì cái này đó sao sư có cái ý tưởng để mình làm cái cốc riêng mình tu? Ý tưởng như thế này thì bây giờ ông thân mà thân cũng già. Dạ. Hai đứa em gái cũng có chồng ở xa. Dạ. Thì chỉ còn mình sư với ông thân bà thân. Thì sư chuẩn bị trước cái cốc tu này, ví dụ sau này á, ví dụ nha, cha mẹ sư bệnh già, thì sư ở gần gũi với ba mẹ sư, có cái cốc tu sư thỉnh thoảng sư về. Về còn chùa thì sư vẫn tới lui tới lui, đi về đi về, như nào mà bữa nay mẹ sư cũng đi Đắk Nông rồi, ba sư ở mình, thì sư tạm thời ở đây như nào khi má sư về. Đi cũng 2 tháng đó, má sư con đi 2 tháng, tại em gái của sư Úc á, nó sanh đó. Nên là đi cũng gần tháng mấy 2 tháng. Sư ở đây với ba. Thì tính thời gian rảnh cho mẹ sư khỏe khỏe thì sư đi học. Đi học thiền thêm. Thiền để nâng cao. Học thiền, rồi cái những gì biết không biết á. Những cái gì không biết thì sư điện trực tiếp hỏi sư phụ, thì có điện thoại á. Đó, rồi bây giờ cũng dễ thôi, bữa giờ cũng có trên mạng, mình muốn bấm cái gì mình bấm cái gì giảng pháp thầy sư gì đó trên mạng đó. Như những cái người vị sư nổi tiếng giảng pháp hay thì mình bấm mình nghe mình ấy hơn, mình cứ là người Việt gọi là mình nghe để mình nghiên cứu á. Mình hiểu nhiều hơn những cái gì mình không nghe mình không biết á. Nhưng mà sư nghe gì là sư nhớ hết không hay là mình nhớ từ từ? Giống như những cái câu mà các sư dạy, 5 giới, 10 giới, 8 giới, hoặc là những ngồi thiền như thế nào, thở như thế nào, hoặc cái gì để mình tránh cái nghiệp xấu như thế nào là mình học, mình nghe trên mạng. Những niềm mình không biết mình điện thoại sư phụ. Đó là vậy á. Còn kinh tụng giống như kinh tụng Pali sư tự học được mình. Kinh Tam Bảo tiếng Việt thì giống như bên đây thì sư tự học được. Kinh tụng nó dễ tại sư từng có học hồi đó rồi. Giống như là kinh Sake nè, ví dụ là Sake Kame Charope nè, tiếng Bali là tiếng Việt, có tiếng Khmer nữa. Này là dịch lại, này là xin tỉnh chứ tiên ngữ trên coi trời nè, Sake Kame Charope á, tiếng bên Khmer cũng vậy luôn nè, không khác gì đâu. Như là mình, chữ tiếng Khmer. Mà sư là chữ Khmer là sư biết hết. Cũng biết nhưng mà không. Cũng nói chung là xài được á, đủ xài đó, đủ đọc, đủ biết á. Đó sư có đi học chữ Khmer hả? Có chứ, dạ cũng học cũng sơ sơ thôi chứ không có gọi là giỏi mấy. Đó là mình tu mình mới học hay là mình không có tu mình đi học sư? Tu học, tu rồi mới học. Theo biết thì lúc đó là sư cũng có một lần tu rồi. Dạ đúng rồi, lần tu rồi. Thì cũng có cái duyên thì cũng như là tu lần thứ hai. Dạ đúng rồi. Đó. Này thì chủ yếu thì cũng tu để hỗ độ chúng sanh này kia. Đúng rồi. Nói chung thì trong mấy năm nay em thấy thì tình hình cũng giống như là nếu mà con ta không tu là cái phước nhiều khi nó giống như là bệnh dịch này kia. Đúng rồi. Thì con người ta giờ giống như là nếu mà không có cái phước đức, không có cái căn tu á, thì cũng khó kéo dài ha. Đúng rồi. Nói chung mình tu hướng về Phật. Nói chung thì cũng hỗ độ chúng sanh rồi giúp cho chúng sanh giống như là con đường hướng thiện. Giống như là imihiti nè, imihiti patupati sakare nè. Đó mình đọc là giống như là Buddhang thomang sangkhang, giống như là Buddh là như là Buddhang, có như là Phật Tam Bảo đó. Phật rồi Pháp Tăng đó. Mình dịch lại hết nè. Nè imihiti nè. Rồi trong đây dịch có dịch giống như bên tiếng Việt thôi. Này vô đây tiếng Việt giống như mình đọc là giống như bên Khmer cũng vậy thôi. Bên Khmer cũng vậy là imiti patupa te sangare buddhang thomang sangang abipo jaya mimiata beta ti nang kunawanta na jamang jati karatang yata ya sukha ya. Đó, con xin dân các lễ vật này, nhất là nhang đèn để cúng Phật Pháp Tăng Bảo, gương cầu cho các bậc ân nhân, nhất là cha mẹ con và con đều được sự tấn hóa và sự lợi ích, sự bình an lâu dài. Mình không hiểu cái này thì mình dịch, người ta dịch lại cho mình nè. Bên Khmer cũng có dịch vậy luôn. Bên Khmer cũng có dịch, bên đây cũng dịch. Nếu mình không biết thì mình đọc theo chữ Khmer, chữ Việt cũng vẫn được. Mình không biết cái chữ Pali này. Pali là Pali viết bằng tiếng Việt nè. Mình đọc là
y vô sắc này, ime hết đi nè, bên đây cũng viết vậy nè. Rồi muốn không đọc cái này được thì mình dịch lại, con xin dân các lễ vật này đó, đó rồi Nam Mô Tát Xá nè. Mình đọc Nam Mô Tát Xá xong rồi mình là con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật Ca Ba đó. Ngài đã ngài là bậc A Hàng cao thượng được chứng quả chánh viên tri cho ngài từ ngộ con thầy chỉ dạy đó. Nam Mô Tát Xá Ba Ca Ba Toa Ra Tao Sa Ma Sa Bụt Tát Xá đó, là vậy đó. Yeah. Tiếng Bali dịch lại. Nhớ vậy đó. Dạ, thầy cũng cảm ơn. Dạ dạ. Sư cũng đã chia sẻ những cái nói chung là những cái kinh quá đường quá trình mà chúng ta mà tu cả nhà. Dạ. Mà nói chung thì cái con đường tu nó cũng khó không tôi sư? Khó, tại vì cái tiếng Bali học khó hơn gấp đôi cái âm nhạc. Hồi xưa sư đi hát á, thời mà sư là ca sĩ á, là sư chỉ nghe bài xưa thôi, nhưng bài bolero thôi. Mà ca sĩ trước hát á, 1, 3, 2, 3 lần là sư thuộc à. Sư hát được hết. Còn cái kinh Bali mình phải đọc giống như là mình phải đọc từng câu phải cho thuộc, xong mình mới học câu tiếp. Giống như là đầu tiên là nếu như là như mình đọc là Namakaranopiave Nahantavasape Namakaranopiave Nahantavasape, cái là thuộc, xong mới đọc câu tiếp nữa. Còn bài hát chỉ nghe là thuộc. Kinh khó vô cùng, kinh thuộc, kinh Bali học rất là khó. Nhưng mà mình có cái duyên á, mình có cái duyên thì mình học mau thuộc. Dạ. Cùng mời chú, thì đây là một cái nơi mà sư không có đất chùa đấy. Nè. Mát mà nhìn xa nhìn thấy hoàng hôn buổi chiều đẹp. Nhưng mà chứ nếu mà quay mình ở dưới núi đẹp lắm. Dạ. Chân núi đó hoàng hôn có đẹp không? Dạ. Nhưng mà sư là bây giờ mình là tu qua chùa ở đâu sư? Sư hiện tại hồi lúc còn trẻ sư tu ở quê sư là chùa Cành Đa. Ừ. Cũng cách đây 7 cây số. Sau này sư tu chùa Tư Vương Tăng là Nam Tông, bên Nam Tông Kinh. Nam Tông là bên người Kinh. Yeah. Coi như là Nam Tông Khmer, Nam Tông Kinh. Yeah. Là một thứ một lực giới giống nhau hệt. Yeah. Chỉ có khác tiếng mình sử dụng cái tiếng mà nói chuyện á. Yeah. Tiếng nói chuyện nó giống tiếng phổ thông mình bình thường á. Yeah. Còn những kinh Bali với Đức Phật gì giống nhau hệt, không khác nữa. Yeah. Từ lâm y, từ xài y, từ đi khắc thực y hệt, không có gì khác hết. Yeah. Là Nam Tông Kinh, Nam Tông Khmer. Cũng có hồi nãy em có coi cái đoạn clip của một vị sư là mặc cái bộ áo cà sa nó nhiều màu đó, hình như sư đó là không có tu ở chùa, ta tu là giống như đi nói chung đi chỗ tỉnh, nhiều tỉnh hết trơn, cái đó là sao sư? Sư Phước Đông, sư hành Đồ Đà, giống là gọi là đi Thu Đông á, kiểu thường thường ta nói đi Thu Đông là hành Đồ Đà. Cái đó là đi hành hương là dạ. Ta không có tu lại chùa, là cái đó là bỏ mấn đường ta. Bữa có ngồi tâm sự với sư nói là đầu tiên sư cũng có tu ở chùa. Xong thì sư xin phép ra đi hành Đầu Đà. Yeah. Là sư không có tu trong chùa, không có chùa. Yeah. Mà không có cốc luôn. Yeah. Không có nhà luôn, chỉ là hành Đầu Đà những cái giống như rừng núi rồi có hang động đồ để ẩn náu tu thôi. Các vị sư đó là hành Đầu Đà. Yeah. Tu theo cái con đường Đức Phật ngày xưa giác ngộ. Yeah. Như là vô rừng tu trong rừng, rồi những cái giải mà giải tham ma, người ta gọi là tham ma, những cái giải mà người ta lắm đắp cho người chết á. Là những cái giải đó khi mà người ta bỏ làm những cái giải đó, lấy cái giải đó là thường thường là từ cái mẹ là bằng sô đó, những cái giải đó người ta bỏ đó. Đem về mây để làm cái y đắp. Thời buổi giờ các sư thì quá nhiều cái y rồi. Dư lắm, y nhiều lắm, nhưng mà như vị sư mà như sư Phước Đông với sư Phước Đông, những vị sư cũng khó ai làm được lắm. Đó là sư khen đó. Dạ. Thấy tính là nếu mà tu theo sư đó thấy cũng cực à. Mà cực. Như em thấy đi nhiều tỉnh là có đi xe hay là đi bộ không ta? Đi từ sư có hỏi là sư Phước Đông là sư sao không bao giờ ông đi xe, ông đi bộ. Ví dụ đi 50 cây tới tấp cái khu rừng nào, khu vườn nào, khu xóm nào nhắm ẩn náu tu đó vài ngày. Dạ. Khách thực xong đủ dùng rồi đi nữa. Dạ, cứ đi hoài vậy. Không sử dụng điện thoại. Dạ. Thì có hỏi sư Phước Đông dùng tiền không? Không có sử dụng tiền luôn. Sư rất là đẻ, rất là nói chung là cũng quan hỷ đó. Dạ. Nói chung thì có một lần thì em cũng thấy sư là đi ở tại thành phố Sóc Trăng. Dạ. Nói chung là cũng mấy ngày nha. Dạ. Mấy ngày rồi sư hình như đi qua tỉnh khác. Dạ. Rồi thấy sư trời nắng đi trên đường vậy đó. Dạ. Đó.
nếu mà sư sớt thạch sớt có thể làm theo đi theo như sư Phương Đông được, nhưng mà không thể được, lý do là hiện tại cha sư bệnh, bà thân sư bệnh, ông thân sư bệnh, bây giờ bà thân đi chăm sóc em gái ruột thứ út á, đứa út gần sanh, ba sư ở nhà một mình bệnh, bây giờ chẳng lẽ sư cứ để, nếu mà sư đi vậy ai lo chăm sóc cho ba, ai ở gần gũi ba bệnh hoạn. Nói vậy cho là chú hiểu đúng không? Nói chung thì lúc mà mình thấy coi như là cái tuổi đời thì giống như mình cũng gọi là có một cái hiếu, đúng rồi, là ơn dưỡng sinh thành 9 tháng 10 ngày cũng như cha mẹ cũng tạo mình ra. Tuy gần này mình cũng chưa làm được cái gì nhưng mà trước mắt là giống như phải có cái hiếu ha. Bây giờ thì nên sư mấy cái tạo cốc tại gia để ví dụ mỗi lần mà mình về đó, mình về nhà mình thăm gia đình, ba bệnh mẹ bệnh thì mình ở gần gũi ba mẹ thì cũng vẫn có cái cốc tu riêng. Đó cho nên là chẳng lẽ mình ở trong nhà thì nó hợp với người tu. Ví dụ mình toilet mình tắm rửa thì vô nhà tắm, tới giờ khách thực có thọ thực thì đem về đây dùng cũng được, rồi qua nhà bên nhà bà thân ông thân nấu mình dùng cũng được không sao hết. Còn ở đây là cái nơi cốc tu riêng dành cho sư. Sau này ví dụ có sư ông sư bạn gì thăm gia đình chơi cũng có cái chỗ tụng kinh tam bảo, rồi ngồi thiền, ít bữa gì lại chùa, hiểu vậy? đúng rồi. Ý sư nói vậy là hiểu đúng không? Hiểu. Nếu mà sư bỏ đi chùa, ở chùa luôn, sư đi theo như kiểu mà sư Phước Đông á, là tốt. Mà bỏ ba mẹ bệnh vạn, ai chăm sóc lo đây? Giờ bà con anh em ruột người ta cũng có lo gia đình chị của người ta, thì sư đi chùa 5-10 bữa sư về lặng cũng có nơi cho này. Sư biết ý là ý định của sư là từ lâu là như vậy. Bởi vì mình cũng còn cái gia đình thì nó khó. Nhưng mà sư Phước Đông này chắc không biết có gia đình không, cho nên là không phải quyết liệt. Sư Phước Đông thì có nghe sư kể lúc tâm sự ở bên chỗ sư Bệ Trí á, chỗ mà ngồi thiền á, sư nói cũng có vợ có con rồi xin đi. Chắc sư nếu mà theo sư nghĩ chắc sư Phước Đông buông bỏ. Coi như là cũng hoàn cảnh gia đình sư Phước Đông chắc cũng có người lo chăm sóc. Giống như thời Đức Phật con là thái tử đúng không? Đức Phật con nhà vua ở nước Ấn Độ. Đức Phật cũng có vợ có đứa con. Đó, rồi xong Đức Phật đi, trước khi đi xuất gia Đức Phật cũng đi, nhưng mà đi thì gia đình Đức Phật giàu có mà có nhà vua. Dù sao ta cũng có người hầu người hạ chăm sóc cho gia đình Đức Phật. Đức Phật đi tu, còn bây giờ sư đi không về nhà luôn thì bây giờ ông thân bà thân sao? Cũng phải về thăm chứ. Cũng phải về thăm ông thân bà thân, rồi có cái cốc này cũng gần gũi ông thân bà thân. 5-10 bữa. Mình về chùa lại hoặc mình đi học. Tháng nữa tháng mình về lại. Bây giờ ông thân bà thân cũng bệnh. Thì giờ sư phải chuẩn bị có cái chỗ nơi này tam bảo chứ. Chứ không phải là xây đây để mê tín, để Phật tử lại mình coi bùa phép hoặc mình xối nước mình làm cái gì đó cho số đệ cho gì không có. Chủ yếu là mình làm mình để ngồi thiền. Chủ yếu là mình tu tại gia. Tu tại gia cái thời mình về đó, lúc mình về 5-10 bữa đó. Lúc mình về 5-10 bữa để mình có một cái chỗ để mình ngồi thiền này kia. Đó. Nếu mà thí dụ nói theo bên người Khmer, thường thường mấy ông sư á, thường thường là tu bao nhiêu năm cũng được hết á. 10 năm, 20 năm, 15 năm gì cũng được hết á. Mà rồi khi ra đời thì mình giữ được 5 giới hoặc 8 giới cũng được, gọi là cư sĩ thì cũng có cái chỗ này. Ví dụ như vậy. Đó. Nhưng mà trong cái hướng tới là sư cũng giống như là sẽ nâng cao lên và cũng là học thuyết pháp này kia không hả sư? Đúng, cái đó là các nhà sư là nếu mà tu sĩ là phải biết thuyết pháp, tụng kinh thuyết pháp. Đó. Là nếu mà sư nào không biết thuyết pháp thì họ cũng có cái cách để họ chuyện bá Phật, nhớ là giáo chuyện bên Phật pháp á, theo cái cách của họ, của các sư đó. Như mà các sư không biết dạng pháp thì sư dạy học, dạy chữ Pali, dạy tụng kinh cho các Phật tử. Còn sư nào mà có duyên dạng pháp thì đi dạng pháp. Vậy thôi đó. Nói chung là mỗi một vị sư thì đều có một cái kỹ năng khác nhau. Đúng rồi, nói theo tiếng Việt kỹ năng khác nhau. Thì cũng hy vọng rằng trong thời gian tới thì cũng chúc sư luôn thành công trên con đường như tu này. Cũng để giúp cho bá tánh này kia ha. Thì cũng cảm ơn sư nãy giờ cũng đã chia sẻ rất là nhiều. Thì mấy ngày qua thì sư cũng đã xây dựng xong cái cốc nhân bà của chú. Còn cái nền làm cho sạch sẽ. Nền nhiêu đây? Thì cũng chưa có, cũng nghe một kênh cũng nói là khoảng vài ngày nữa mới có kinh phí. Đúng rồi. Thì mới tiếp tục cái công việc. Thì coi như là còn cái phần này nữa là xong hết. Phần này xong với cái hàng rào ngăn nhà là làm kiểu này nè, hàng rào kiểu này nè.
Tại dạ. mình có lưới 40 rồi. À. Mình chỉ làm cái vách tường vậy nè. À. Cái tường sau lưng anh á. Mình tận dụng cái lưới cũ. À làm rồi trồng qua trồng kiển xong. Rồi thời gian sau ví dụ mình có chi phí nữa thì mình làm cái hàng rào, xây cái vách tường lên đó, đừng cho người ta xịt thuốc. Khi xịt thuốc nó có cái mùi thuốc nó bay vô cái phòng á. Hôi lắm. Dạ, dạ. Thuốc đúng không? Xây trắng nó lại. À đúng rồi, đó. Nó cao lên. Dạ. À, như vậy nè, vậy thôi à, không cần gì nữa. Đâu cần gì nữa. Coi như là đủ ha. Đủ rồi, còn trang trí trong phòng cũng yeah. như có tượng Phật, còn trang trí xung quanh. Yeah. Không thôi, đã làm la phong. Yeah. Vậy thôi, đâu có gì nữa đâu. Yeah. Đâu có làm gì lớn lao nữa đâu. Yeah. Vậy đủ rồi. Yeah. Ước mơ nhiều thì càng tham nhiều càng khổ. Càng tham càng khổ. Yeah. Cầu mong càng khổ. Yeah. Mà cầu mong nó đủ được bình viễn. Khi yeah. mình nhắm mắt ra đi thì đâu có đem theo. Kẻ thân xác này cũng không đem theo nó, đừng có nói cái vàng bạc vật chất. Yeah. Mình còn sống thì mình xài giống như mấy người Phật tử, họ xài đồng hồ thì họ để coi giờ, điện thoại liên lạc, khi mà họ mất nhắm mắt nó đi rồi tất cả họ bỏ trên trái đất này có người khác xài thôi. Yeah. Đó, quan trọng là chỗ đó. Yeah. Cho nên là sư lúc này sư đi xuất gia đợt này là sư buông bỏ là được tất cả những cái vật chất như là quần áo, giày dép, tất cả những mà đồ sư đi hát á. Yeah. Đồ sư ở ngoài đời sư cũng may cũng mắc tiền lắm á. Cho nên là sư có mắc gì đâu, nói chung là cũng mình may đồ vét rồi đó, nói chung là cũng tốn tiền. Bây giờ mình đi tu, mình buông bỏ thì mình cho người khác xài, tặng anh em cho nghệ sĩ, ai thích xài màu nào dừa thì đem xài. Bây giờ sư chỉ sử dụng một y này thôi, một cái một à, với cái y hạ, y hạ nè, với cái y hạ, với kia hai cái y, gọi là cái y hạ, người Khmer gọi là sơ bọng á, sơ bọng, cái này là sơ hồ, y bên tay trái. Yeah. Cái đây là hông sắt. Yeah. Hông sắt để mình để đồ hoặc cái gì đó. Yeah. Đừng cho thấy cái mình á, thấy cái bụng này nè, thấy cái bụng. Yeah. Đó, có khi văn hay ngày si ở trong nhà nha, ở chùa con sư cũng không mang dép nữa. Yeah. Tại vì mang dép á mình có khi mình đi vậy nè, mình có thể mình cảm nhận được cái gọi là cái chân mình đi nè. Giống như mình bước đi là cái tâm mình chú niệm vào cái bàn chân á. Dạ. Tôi cũng tốt qua cái chân đó. À, để mình định thiền, gọi là đi thiền á. Dạ. Cũng tốt lắm á. Dạ. Rồi, cũng cảm ơn sư chia sẻ rất nhiều ha. Dạ. Dạ. Thì Cường cũng xin kết thúc video ngang bài của chú thì dạ. cũng hẹn trong cái thời gian tới cũng có cái duyên trở lại gặp sư ha. Dạ, rồi sư dạ. xin chúc cho kênh của anh. Kênh anh tên gì ta? Cường Calamen. Anh Cường Calamen được nhiều khán giả fan hâm mộ ủng hộ kênh của anh càng nhiều để như có những cái clip ý nghĩa hơn. Dạ. Clip ý nghĩa hơn là mình càng phát triển hơn. Rồi, sư có cái làm cái kênh nào để lưu lại kỷ niệm không sư? Sư làm cái kênh hiện tại là kênh của sư là Thạch Sết 670 á. Dạ. Là bấm sư Thạch Sết lên mạng bấm sư Thạch Sết là có cái kênh của sư rồi. Dạ dạ. Đúng rồi. Thì nói chung thì kênh sư cũng nhiều nhưng chủ yếu là không biết cái kênh sư nào để giống chủ yếu là làm kỷ niệm luôn đó. Dạ. Là Thạch Sết 670 á sư. Dạ đúng rồi. Rồi, ông bà của chú có thấy sư kênh của sư thì cũng đăng ký đi ủng hộ. Nói chung là video này là sư để lưu lại những cái kỷ niệm mà quá trình tu nghe ông bà của chú. Dạ dạ đúng rồi. Dạ, rồi cũng xin chúc sư nhiều sức khỏe luôn ha. Dạ dạ dạ.